Hello toàn thể anh em, hôm nay là thứ hai ngày 5 tháng 6, bên Nông Cơ Phúc Luân sẽ lên cho anh em là một lô M có rất nhiều máy đẹp, anh em có thể lựa chọn, có rất nhiều máy khủng, S-Team, anh em có thể thích máy nào anh em có thể lựa chọn, anh em liên hệ cho bên Nông Cơ Phúc Luân. Số điện thoại của em là 034 434 1710 anh em nha. Rồi anh em tha hồ lựa chọn, xích vô. Đó, quay một vàng máy nha anh em. Máy bơm nè, các thứ đầy đủ. Đó, bơm xịt thuốc đeo lưng. Có một con máy cực kỳ độc nha anh em. Lô hôm nay là lô M. Rồi, mọi thông tin chi tiết anh em mua hàng và kết bạn qua Zalo hoặc liên hệ số điện thoại 034 434 1710 để mua hàng. Số điện thoại của em có Zalo, Facebook. Và đặc biệt nha anh em, tối nay 7:30 phút bên em sẽ livestream trực tiếp bán hàng máy trực tiếp và đoán quà trúng thưởng cho anh em siêu may mắn anh em nhé. Đó, anh em nào may mắn thì được trúng thưởng với trị giá 500.000 đồng. Đó, ok. Và trở lại cái lô M ngày hôm nay, rất là nhiều siêu phẩm, em sẽ đi từ M1 cho đến M cuối cùng, thì anh em mua thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Đó, anh em nhắn tin hoặc là kết bạn trực tiếp với em ha. Ok anh em. Và trời bên ngoài á anh em, mưa khá là to luôn. Rồi em lau cái màn hình cái nha, cho nó sạch, tại trời hôm nay nó mưa anh em ơi. Rồi ok. Đó. Đó, cứ mỗi buổi chiều mà soạn hàng ra cho anh em mà quay lên cho anh em á là trời mưa. Đó, anh em thấy không? Mưa tầm mưa tả luôn. Đó, mấy nhóc nhìn nó ra nó đi tắm mưa luôn anh em. Đó. Cứ mưa như vậy nó ướt át lắm anh em ơi. Thì thôi anh em xem video thì anh em cũng thông cảm giúp em nha. Đó, trời thì nó mưa, em cũng không muốn anh em. Trời nắng thì làm nó dễ lắm. Mà trời mưa thì thôi rồi á. Nó ướt át quá. Đó, có mấy cái bình bơm nè, bình bơm Nhật bãi á. Đó, nó em sẽ báo giá chi tiết cho anh em luôn. Anh em nào cần thì liên hệ với em ha. Rồi, mưa tạt rồi anh em ơi. Rồi bây giờ vô M1 nha anh em. M1 nè. Thôi chắc nó không sao đâu ha. M1 nha anh em, một con Echo. Con này con Echo rất là mới nha anh em, hàng này cực độc. Để em vô đây quay đi cho nó chi tiết hơn, chứ ngoài đó mưa quá. Đó, thôi vô đây quay cho nó dễ nhìn. M1 là một con Echo nha anh em. Con này á, con máy này nó có cái tác dụng là con này nó bơm hơi. Nó bơm hơi, anh em khi nổ máy nó bơm hơi trực tiếp ra đây luôn, là anh em xịt ha. Anh em nào muốn có hơi ở trong bình á thì lấy cái bình về. Lấy cái bình về á, và làm cái bình hơi nữa cho nén khí vô đây rồi đấu đầu hơi ra xịt ha. Đây, một con máy có cỏ đeo quả bô của nó nha anh em. Con này cực kỳ độc nha anh em, mà rất là mới luôn. Bình xăng lớn của nó nè, còn mới lắm. Rồi anh em, bật mấy cái đèn lên đó. Đó, nè anh em nhìn nè. Quá cái quả này phải gọi là hàng này anh em mua có thể sưu tầm được nha anh em. Hàng này nó là thuộc dạng hàng xách tay đeo lưng luôn. Đó, nó nổ lên á. Máy thì còn xăng là nổ anh em. Nó mới lắm. À, con này M1 2,5 triệu nha anh em. 2.500.000 đồng cho cái con M1 này ha. Giá của nó thì lấy được rẻ thôi. Nói chung là lấy được rẻ ha. Về anh em làm. Đó, em cũng có thử hơi qua. Nhưng mà về anh em chịu khó canh chỉnh lại. Cho miếng xăng đi. Cho miếng xăng. Cho một miếng xăng. Cho một miếng xăng. Để đổ xăng vô nổ thử cho anh em nghe nhé. Đây là cần kéo e của nó nè anh em. Kéo e ra nè. Để nổ thử. Nổ nè anh em. Hết xăng rồi. Máy này đổ xăng vô nổ luôn anh em. Rồi mình lên ga, nó ga tự động nha. Ga mình chỉnh ga sân ti. Đó.
rồi nó bơm hơi trực tiếp dành cho anh em đi công trình xa rồi á, thì là xài con này ha, vừa to quá đó. Máy là nó bơm hơi ra nha anh em, bơm hơi nó xả hơi ra đây nè. Rồi, này là chỉnh ga senti lên. Cho mượn cái tôi giúp chỉnh. Tôi giúp chỉnh. Giá con này là 2,5 triệu nha anh em. Anh em nào muốn mua thì liên hệ với em ha. Hàng này nó rất là độc đáo nha anh em. Đó. Hôm nay em ráng quay hết cái lô này, cái thời gian nó hơi dài dài một tí. Rồi em cũng phải ráng quay. Để soạn máy ra rất là nhiều. Chỉnh ga nó lên cao một tí đi. Đó, nó sẽ bơm hơi ra đây nè, cái hơi nó ra đây. Rất là nhạy nổ anh em nha. Mà nó còn mới lắm. Đó, con này M1 nha anh em. Giá của nó là 2,5 triệu. Ô cha, mưa to quá anh em ơi. Mưa to quá anh em ơi. Quá to luôn. Rồi tiếp theo lên cho anh em M2. M2 anh em ơi. M2 là một con S-Team. S-Team nha anh em, siêu mới nha. S-Team này S-Team 020 Super. Đó, con này nằm tới 40 ly lần anh em. Lam xích của nó còn đầy đủ nha. Lam xích còn đầy đủ, còn rất là dày luôn nè, anh em thấy không? Lam xích và còn cực kỳ dày. Đó. Thì con này M2 nha, hơi ngon. Hơi ngon nha anh em. Con này 1,4 triệu nha anh em. M2 ha. 1,4 triệu, rất là mới nha anh em. 1,4 triệu cho M2. Tiếp theo qua M3. Đây. M3 là một con máy cưa. Con này nó cắt bê tông ha. Con cưa cắt bê tông nha anh em. Đó. Con này nó còn lưỡi luôn nè. Đây, lưỡi rồi nó còn hết đây ha. Đó, lưỡi nè. Quay êm, nó chạy bằng dây Cora nha anh em, chạy bằng dây Cora cút nối ra đây. Đó. Con này thì giật hơi đồ ok hết ha. Hơi đồ ok hết. Con này là nó VIP. Nó còn khá là VIP nha anh em. Nó màu đỏ nha, mà bên đó bên Nhật á, hơi sao á, người ta sơn lên cái nước sơn màu vàng lên nè. Hơi cũng ok nha. Hơi ok. Con này M3. M3 này giá của nó là 1,3 triệu, 1,3 triệu ha. Tiếp theo M4. M4 là một con S-Team 041 nha anh em. Con này thì super VIP, cực kỳ VIP nha anh em. Con này bao hơi nha, hơi của nó chắc lắm. Hơi của nó rất là chắc luôn nha anh em. M4 ha. Đầu M4 này là 1,1 triệu nha anh em. 1,1 triệu. Bao đẹp nha anh em. Tiếp theo qua M5. M5 là một cái con Maculoc. Maculoc này nó có mã số là 240. Đó, con này bộ lam xích của nó thì xài xích chung nha anh em. Xích chung là xịt sên của nó đây ha. Lam nó dài tầm khoảng 35 thôi, lam còn chữ Maculoc luôn. Đó. Máy cũng khá là đẹp nha anh em. Đó. Mà con này á nó bị cứng máy anh em ơi. Cứng máy nha, thì về anh em coi anh em làm. M5 này mức giá là 480.000 cho M5 này, anh em coi về làm ha, 480.000. Tiếp theo qua M6. M6 là một con Humilix LX30 nha anh em. Con này nó sản xuất tại Mỹ nha, USA. Đó. Máy thì đẹp long lanh luôn. Ha anh em, lam xích nè.
Lam xích này nó chạy hình như là lam xích Latin luôn anh em ơi, không có nhông luôn, xích là còn rất là mới ha. Đó, N này L6 ha, máy đẹp. Rồi, con L6 là hơi ngon, hơi bảo đảm và cực kỳ ngon anh em. L6 này em bán với mức giá là 950 ha, 950. Đó, anh em nào kết thì liên hệ L6. Tiếp theo qua L7. Đó, hôm nay nói chung là cái lô này về đa số toàn máy đẹp. Estin 041 nữa anh em nhé. Con này hơi chắc luôn. Đó. Nè, mặt tiền trước nè, đẹp, nó hơi dính dính dơ nè anh em, về anh em rửa ra ha. Đó, hơi dính dính dơ thôi. Này là rất là đẹp nha anh em, hơi chắc luôn, hơi tốt. Rồi. Con này L7. L7 này em bán với mức giá là 1.300.000 đồng ha. Tiếp theo qua L8. L8 nha nè. L8 là một con Estin. Con này siêu khủng luôn. Đó. Góc này thì anh em dễ nhìn hơn ha. Con L8 nè. Rồi. Một con Estin nè. Estin này Estin của Đức luôn anh em nhé. Con này Estin 056 nha. 056 AV Super nè. Con này nội thất của nó nhìn rất là đẹp nha anh em. Đó, máy thì chưa bung chưa gì luôn ha. Máy thì khá rất là đẹp, cực kỳ đẹp nha anh em. Ốc ác còn bằng ươm luôn ha. Con này giật hơi cũng căng lắm. Mà nó bị tuột cái con chó nè, đó. Bị giật mạnh nó mới bắt ha, về anh em xử lý. Đó. Con này nó tới 100 tới 87cc nha anh em, 87cc. Ồ, 056 AV con này tới 87cc luôn anh em ơi. Con này siêu khủng nha anh em. Đầu này giá của nó là 1.600.000, 1.600.000 nha anh em. Con số 8, 1.600.000. Tiếp theo qua con số 9. Con số 9 là một đầu nói chung là mini ha. Con này mini nha anh em, Magulok mini, con này màu vàng. Hơi chắc quá. Thôi. 2.0 nè, nó để 2.0 nè. Con này đẹp lắm. Nè. Lam của nó dày 40 ha, lam dày 40. Đây. Quá đẹp nha anh em. Quá đẹp nha, vàng ươm luôn ha. Con này số 9 nha anh em, hơi ok. Lam rất là đẹp. Con này con số 9 em bán với mức giá là 900 ha, 900 con số 9. Tiếp theo qua con số 10. Con số 10 là một con Singu. Singu nha. Singu 3700 này, nó có cái số này. Singu 370, con này 34cc nha anh em. Con này hơi giật tốt anh em ha. Con này con số 10 ha. Đầu này em bán 750 nha anh em. Đầu số 10, 750 bao hơi cho anh em ha, bao hơi. Tiếp theo qua đầu số 11. Đây, hết mưa rồi anh em. Số 11 là một đầu Estin 020. Đó, cũng là ABS luôn ha. Đầu này thì hơi tốt ha. Đầu này nó không có buri thôi, không biết là hơi lửa có hay không. Cũng chưa thử lửa. Rồi, về anh em tự coi ha. Đầu này đầu số 11. Đó, Estin 020. Cục thun nó đây, nó mất con ốc rồi. Đó, nó thiếu ốp lam nè. Lửa đồ về anh em coi lại ha. Đầu số 11 này em bán 500 ha. 500k, đầu số 11. Tiếp theo qua số 12. Đây. Số 12 là một con Magulok. Magulok 3205 AV. Con vịt trời ha. Con này hơi tốt anh em, dây giật này trắng tinh luôn ha. Đó, đầy đủ đồ hết nha anh em. Con 12 này đầy đủ đồ hết, lam trắng tinh ha, xích còn rất là dày, cái lam nè còn nguyên chữ Microlock luôn ha. Lô này đẹp lắm anh em ơi, đẹp không thể nào tả nổi ha. Con này con số 11 ha. Con này 12. Con số 12 này
giá con số 12 này, giá của nó là 1.400.000 nha anh em, 1.400.000 nha, con số 12 nha, cực kỳ đẹp nha anh em, siêu đẹp luôn á, về xài gia đình là rất là ổn. Số 12 nha, 1.400.000. Tiếp theo qua con số 13. Số 13 là một con Maculap Super Pro 240 ha. Super Pro 40 con này nè. Lam của nó nè. Lam của nó có một cây lam Latin nha anh em. Lam này lam Latin nè, cực kỳ xịn luôn ha. Một cây lam Latin dính đây luôn. Đó, chưa có xích thôi ha. Con này em giật hơi à. Ôi trời, hơi căng quá anh em. Con này con số 13 ha, Maculap 40. Tại dài nha anh em, những con này là những con trâu bò lắm á. Mà tuy nó rẻ tiền thôi, nó rẻ tiền nhưng mà nó ngon ha. Con số 13. Con số 13 này là nó có lam Latin của nó luôn. Lam Latin này cũng 450.000-500.000 nha anh em, chứ không ít đâu. Con số 13 này giá của nó là 1 triệu nha anh em, 1 triệu con này. Tiếp theo con số 14. Con số 14 là một con Makita. Con Makita này 281 nha anh em. Đó, lam xích cổ của nó còn luôn, còn chữ Makita luôn ha. Con này chuẩn của Nhật ha. Con này giật hơi. Rồi, giật hơi cũng ok. Con này con số 14 ha. Con 14 này bán 950. 950k con số 14 nha anh em. Rồi, tiếp theo qua con số 15. Đây, con số 15 nè. Một con nói chung là nó dạng như nó siêu nhỏ anh em. Siêu nhỏ. Đó. Con số 15 này à, con banner. Đó, 1613. Đó, banner 1613 sản xuất tại USA ha, made in USA của Mỹ. Đó. Con này anh em thấy không? Nhỏ gọn. Nó rất là nhỏ gọn luôn anh em. Mở đẹp quá, nó cực kỳ đẹp luôn. Đó. Lam của nó nè, lam đầu Latin nè anh em nhìn nè. Nhìn cái đầu Latin thôi là hết sảy rồi. Đúng rồi anh em. Đầu Latin là thấy cực kỳ đẹp. Xích thì cũng còn khá là ok. Ôi, con này khá là ok, con này con số 15. Con này số 15 nha anh em, banner 1613. Đó, tỉa cây tỉa cành ở nhà thôi, lấy con này về dọn lên xài. Con này giá là 1.400.000 ha. 1.400.000 nha anh em, bao ship nha anh em. Ồ, con này bị vỡ ngay đây rồi. Con này nó bị vỡ ngay đây rồi anh em ơi, 1.200.000 thôi anh em ơi. Đó, về nó vỡ đây xíu thôi, không bị gì hết nhá. 1.200.000 nha anh em, con số 15. Đó, ok, 1.200.000 nha anh em, con số 15. Tiếp theo con số 16. Đây. Con số 16 là một con Bulan. Bulan nha. Con này 2025. Đó. Con này Bulan là 2520 LE. Con này thấy đẹp anh em. Con này cũng tại Mỹ đó. Đây. Đó, máy đẹp nha anh em. Lần đầu tiên thấy cái con máy màu đọc vậy luôn. Lam xích của nó còn đây ha. Con này hơi giật cũng tốt nha. Hơi giật cũng chắc anh em. Con này con số 16 ha. Con số 16 này 1.500.000. 1.500.000 nha anh em, con số 16. Tiếp theo qua con số 17. Đây, 17 nè, một con siêu cục. Đây 17 là con này con cũng 2.0 luôn ha, Maculap. Mấy con này hơi ngon quá. Hơi ok. Con 17 nha anh em. Ô, anh em nhìn sợi xích nè, đã chưa? Xích quá đã luôn anh em ha. Đẹp. Con này nè, thấy không? Đó, rất là ok nha. Rồi, con số 17 này em bán 1 triệu nha anh em. Con số 17 ha. Nhỏ gọn lắm, cầm cưa ha. Nhỏ gọn. Con số 17. Đó, cầm vậy là cưa thôi ha. 1 triệu nha anh em, bao ship con số 17. Tiếp theo con số 18. Con này mất đồ rồi. Con số 18 hơi ok, mở mất cái phần cò ga này đâu rồi anh em ơi. Về anh em có cò ga vô. Lam của nó này, một bộ lam xích chuột nha anh em. Nó còn mới mà nó bị thiếu đồ ha. Con này con số 18. Này. Đẹp. Con số 18 này bán cho anh em 450 thôi ha. 450 thôi, con số 18. Tiếp theo qua con số 19. Con số 19 này là một con banner nha anh em. Banner này 10/10 ha. Đầy đủ đầu, đầy đủ đồ ha. Con này hơi giật.
hơi giật tốt ha. Còn số 19 này giá của nó là 600 nha anh em, con số 19. Tiếp theo qua mấy con bên kia nữa, con số 20. Con số 20 nè là một con Echo nha anh em, Echo 451 ha, máy Tokyo Japan. Con này thì cũng rất là đẹp nha anh em. Đẹp ha, chưa bể chưa vỡ gì luôn ha. Máy còn zin nguyên bản 100%. Lam của nó nè, anh em nhìn ghiền luôn ha. Bộ lam này ship, bộ lam này phải 700.000 nha, có nha anh em ha. Rồi con này con số 19 ha. Hơi tốt quá. Rồi, con số 19 này giá của nó là 1.400.000 ha, 1.400.000. Con số 19 đầy đủ lâm xích ha. Tiếp theo qua con số 20. Con số 20 là một con Echo. Echo nha anh em, 405 nha anh em. Van giao bằng. Con này cũng tuyệt đẹp ha. Con này cũng 40, hơn 40 cc nha anh em. Này dính bụi, dính đất nè. Lóc mặt tiền rất là đẹp nha anh em. Hơi căng. Con số 20 này nó chắc nó bị bên Nhật người ta dán cái boe lại nè. Chắc có bị nứt bị đồ ngay đây một tí ha. Đó, có bị nứt ngay đây một tí ha. Rồi. Con số 4 con số 20 này ECS 405. Giá của cái đầu này là 1.000.000 nha anh em. Giá đầu này 1.000.000. Bao ship nha. Trong cái lô này anh em lưu ý là toàn là bao ship hết. Anh em yên tâm không có cần phí ship nha anh em. Con số 20 1.000.000 bao ship. Tiếp theo con số 21. 21 là một đầu Echo 452 VLA nha anh em. Echo 452 VLA. Cái mặt này nó hơi chạy chạy xíu thôi ha. Còn lại là ok, đẹp hết. Hơi tốt luôn anh em. Giật hơi nè. Hơi giật là từng tiếng luôn ha. Ê, cái đầu Echo 452 này em bán cho anh em là 950 nha anh em. 950 mã số 21. Tiếp theo qua mã số 22. Mã số 22 là một con Hu nha anh em, Huwana. Huwana này là Huwana 444 nha anh em. Ở đề số này. Huwana nè. Huwana 444 SNG. Đầu này đủ đồ ha, đủ đồ hết nè. Đó, đủ đồ hết. Đó, con này hơi ok. Hơi ok nha anh em. Đầu số 22 này 1.500.000 ha. Bởi vì máy này mới hệ nha anh em, máy hệ nha, 1.500.000. Bao hơi cho nè, bao hơi giật nổ cho anh em ha. Hơi là giật phải có hơi rồi đó. Rồi, mồi nổ cho anh em ha, 1.500.000 bao ship. Con số 22. Tiếp theo qua con số 23. Đầu 23 này đầu Humilis XL nha anh em. Humilis XL. Con này mã số của nó không thấy hả? Không thấy mã số. Lam xích đầy đủ nha anh em. Lam xích đầy đủ. Xích này chắc hư rồi. Xích này bỏ rồi ha. Lam còn ok, giật hơi thử. Hơi ok nha anh em. Con này con mã số 23. 23 anh em ha. 23. Humilis XL ha. Mã số 23 này giá của con này em bán 500 ha. 500 con mã số 23 nha anh em. 500, 23. Tiếp theo qua mã số 24. Mã số 24 là một đầu Echo. Echo này Echo 502 anh em ơi, 502. 50,2 cc nha anh em. Con này giật rồi. Hơi tốt anh em ơi. Ha, hơi tốt. Đầu này em bán 1.500.000. Con mã số 24 nha anh em. 1.500.000. Tiếp theo qua mã số 25. Mã số 25 là một cái đầu Hitachi. Hitachi với Tanaka rồi nó giống nhau hết, với Makita giống nhau hết nha anh em. MED336. Đó, đầu này cực kỳ đẹp nha anh em. Đầu này màu xanh nha. Đó, mã số 25. Hơi nè. Hơi rất tốt. Hơi từng tiếng luôn nha anh em. Mã số 25. Đầu này em bán 900 ha. 900k mã số 25. Đẹp. Đẹp long lanh luôn nha anh em. Đẹp long lanh nha. 36 ly ha. Đó, máy này mới nhập về nguyên bản ha, đầu số 25. Rồi, ok. Tiếp theo qua những cái con mã bình bơm.
Em soạn vài cái mã bình bơm ra cái nữa ha, rồi quay cho anh em cho nó xong luôn. Đó. Mấy cái bơm này hơi bị ngon nha anh em, bơm này bơm Nhật nè. Em đi lấy mà mấy chục con á, mà em lựa đâu có được mấy con đâu anh em, vì nó xấu lắm, nó không có đẹp. Mấy cái con kia nó, cái thùng nó bị bể, nó bị thiếu đồ tùm lum hết, nên là máy không có hơi rồi nữa. Hôm nay là lên những cái con này nè, lấy những cái con này về là máy nó đẹp. Đây, con này là con đầu tiên, là con mã số 26 nha nè. Con này là con Kirit đó, Kirit nha nè, bình xăng lớn à, của nó là không bể vỡ hết, cao su là còn vàng từng con ốc luôn. Em nhìn thấy không? Bình nè, bơm của nó còn rất là đẹp nha nè, tem rồi nè, đó đẹp nha nè. Con này Kirit, con này nó để số 45 đó, bơm của nó là bơm quạt ở trong đây nè, cái quả bơm của nó là còn nguyên si hết luôn nha nè. Đó à, ok, con này con mã số 26 hơi nè, hơi cực kỳ chắc nha anh em, bao hơi cho anh em ha. Con mã số 26 này là con Kirit, con này xài chung chung đồ với con Estin luôn, nồng của nó chắc 34 35 ly nha anh em. Con mã số 26 này là 1 triệu 3, 1 triệu 300 nghìn đồng cho con mã số 26 ha. Đó, thùng to nha anh em, thùng này chắc cũng to to, thùng này nó để số lít nữa. Thấy không, để số lít mà em thấy cũng to to nha anh em. Nắp thùng là không bể vỡ ha, không bể vỡ đâu. Này, nè, lưỡi lọc rồi còn nguyên si hết nè nè ha. Đó, còn mã số 26 1 triệu 3. Dây đeo à, còn dây đeo zin của Nhật luôn anh em thấy không? Đó, đẹp chưa? Đó, mã số 26. Tiếp theo qua mã số 27 thì cái bình bơm nó nhỏ hơn ha. Nhỏ hơn nha anh em. Động cơ này em thấy nó có cái bét. Có cái bét nè, có cái bét phun ở trước đây nè nè. Đó, em thấy cái nó chạy bằng cái bếp phun gì nè, mà nước nó vô đây hay sao á đó. Đó, trong này nó còn nước luôn hay sao nè nè. Đó, hơi ok nè, đó, hơi ok đó. Con này nó để là Mitsu ha, Mitsu vậy. Máy hơi rất ok nha, nhỏ gọn thôi. Anh em nào ở nhà xịt lan á, lấy cái bình này về xịt đó, vậy đều xin thì cho anh em. Con này mã số 27 nhá, nắp không bể không vỡ gì hết. Rồi, đây, mở bên trong đó, lọc liếc rồi còn hết nha anh em. Đó, bình không bể không vỡ, lọc liếc là còn hết ha. Con mã số 27 này nó hơi hè ha, hơi hè. Con này 1 triệu tư ha, mã số 27 là 1 triệu tư. Tiếp theo qua mã số 28 mã số 28 này, SD151NK. Con này nắp đồ đó còn ha. Con này nó xài động cơ Kawasaki TG20, bơm quạt đó, bơm quạt luôn ha. Thùng này thì nó không có dây đeo ha, về anh em mua cái cặp dây đeo bỏ vô đó. Số seri của nó hết đây ha, dây ga đều có hết đó. Con này con mã số 28 nha anh em, mã số 28, mã số 28 này hơi ok anh em, nhìn ốc ác vàng ươm tem đầy đủ ha. Con mã số 28 này em bán 1 triệu mốt ha, 1 triệu mốt con mã số 28. Tiếp theo con mã số 29. Con mã hai mã số 29 này lấy thì nó bị mất cái bô anh em. Đó, mà mất cái bô thì em vẫn lấy. Bởi vì sao? Anh em nhìn trái bít tông. Nè, trái bít tông này nè. Đó, em phóng xa ra cho anh em coi nè nha. Đó, trái bít tông của nó nè. Đây. Anh em thấy không? Đó, trái bít tông nó quá đẹp mà nó mất cái bô, nhưng mà em cái bô này thì có khả năng kiếm được nha anh em. Cái bô này thì lấy cái bô nào bỏ vô cũng được. Bởi vì cái trái bê tông nó đẹp quá. Cho nên nó là em phải lấy thôi. Và lấy cái bô về nha anh em. Đó. Nước nó văng vô anh em ơi. Mùa mưa này quay máy khổ thiệt. Rồi. Ok anh em. Đây. Đó. Con này hơi tốt luôn ha. Con này con mã số 28. Đó, anh em nghe không? Con mã số 28 này thì đồ nó còn rất là đẹp nè. Đó, còn đẹp hết nè ha. Thiếu cái bô thôi. Cái bô này chắc em sẽ kiếm được nha anh em. Cái bô này chắc kiếm được ha.
con này thiếu cái bô với lại nó bị ngay cái phần này nè, về anh em tự chế ha. Con này bán cho anh em 1 triệu ha, con này 1 triệu đó. Mà bình rồi nó còn nắp niếc rồi còn đẹp hết, qua dây đeo nè còn êm hết chưa nè ha. Rồi con này là con mã số 29. Rồi ok, thì cái lô này em cũng đã quay xong rồi. Anh em cần mặt hàng gì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0344 434 1710 để mua hàng nha anh em. Hân ơi, Hân. Rồi ok, vừa rồi là xong cái phần này rồi ha. Và em đi vào trong một tí với anh em rồi sau đó em tắt ha. Rồi ok, thì cái lô này nè, anh em nào mua hàng gì á thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0344 434 1710 để đặt hàng. Còn con mã M1 anh em nào muốn mua về siêu tầm thì lấy nha anh em. Hồi nãy trời mưa quá, nó to, mưa quá không nghe, giật lại nè. Hơi nó ra đây nha anh em, cái hơi nó tống ra đây nè. Lấy cái xịt hơi Mập ơi, Mập lấy cái xịt hơi cho luôn ấy. Hơi nó sẽ xịt ra đây. Nè anh em, đó hơi nó sẽ xịt ra nè, phải lên cam coi lại cái ga. Đó hơi nó sẽ ra đây ha. Rồi ok, về giờ về anh em canh chỉnh cái phần bơm đường hơi lên nữa là ok, còn máy móc thì giật là nổ nha anh em. Máy móc là giật là nổ ha. Đó, rất là dễ nổ luôn anh em. Anh em nghe cái tiếng bô nè. Rồi tắt nha anh em. Đó ok, con này thì siêu mới nha anh em, 7 năm làm trong nghề mới thấy được một cái con máy như này ha. Hàng này hàng rất là hiếm luôn. Cái quả bô nè, đọc anh em nhìn thấy không, quả bô nằm dưới đít nè. Đó ok, quả bô ha. Rồi ok, xong vô đây. À, anh em ơi, tối nay là tầm khoảng 7:30 nha anh em. 7:30 là bắt đầu xả hàng rồi đó. Cái đống này nè, tối nay là nói chung là lên chắc phải 50 mã hàng nha anh em, lên hết cái đống này luôn. Còn đây nữa, đống này nữa, có nhiều hàng lắm nè. G405 nè, mấy con này tối nay em bán hết nè anh em. Echo nè, Echo 332 nè đó, Makita Banner rồi, mấy các tỉa hàng rào nữa. Đây tỉa hàng rào nè, tùm lum hết, nhiều lắm. Có tỉa hàng rào có mấy con đó nè, tỉa hàng rào nè, có mấy con nè đó. Estin 08 nè, rồi cái lô cá cỏ đó, tối nay em xả hàng cho nó nhiều tí anh em coi ha. Con này động cơ TL26 nữa nè. Đó, ok, nhiều hàng lắm ha. Rồi ok, thôi bây giờ bye bye anh em tại đây nha. Anh em nhớ cho em xin một like nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Tạm biệt anh em ha.